Vâng, đám thị MZ xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Video ngày hôm nay thì chúng ta lên một chiếc nhẫn cực kỳ hot và cực kỳ tuyệt vời luôn hả vị ha. Ở đây chúng ta có một cái chiếc nhẫn nam. Thì đây là giấy giám định của chiếc nhẫn nam chúng ta. Trên chiếc nhẫn thì nó gồm có ba dòng đá mà phải nói là hàng hịn hò hả vị ha. Một là kim cương, hai là ruby và ba là viên đá chủ Sentinel, hàng lục yên yên bái. Như quý vị các anh chị chúng ta thấy đây, để em đi không to ra. Đây, như quý vị các anh chị chúng ta thấy thì viên đá chủ chúng ta là một viên Sentinel với cái màu đỏ cam cực kỳ hot luôn. Và hàng này là hàng đủ đáy hả quý vị ha. Về hàng tắm thì như quý vị thấy là chúng ta kết hợp những cái viên ruby hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên luôn. Cái này là hàng phôi mà L&T đã nhập từ xưa, những cái viên đá ruby thô hả quý vị ha. Nên thành ra là chúng ta thấy là tuy rằng không đồng màu nhưng mà chúng được cái là hàng thiên nhiên, hàng không phải là hàng nhiệt mà được order hay là được nhập đồ về hả vậy ha. Và mài hoàn toàn là phía Việt Nam chúng ta mài luôn. Và điều đáng nói ở đây là những cái viên kim cương, ở đây chúng ta thấy là những cái viên kim cương loại này thì loại đều là kim cương loại chọn nha quý vị nha. Điều tuyệt vời là đây là những viên kim cương được chọn lựa từng viên một từ bên phía Kim Hoàng, rồi sau đó là đính lên chiếc nhẫn chúng ta. Còn mà về đá chủ thì như quý vị thấy cái video gần nhất của MZ có chia sẻ về cái quá trình mở bát, thì không thể nào mà mở bát được một cái viên to như thế này. Nó là từ một viên cuội và cho chế tác ra, nên thành ra là lửa của nó sẽ long lanh và rực rỡ hơn. Và một chiếc nhẫn nam như thế này thì như quý vị các anh chị chúng ta thấy là quá tuyệt vời và quá đẳng cấp luôn. Đôi khi chúng ta giao lưu với nhau, chúng ta trò chuyện với nhau giữa những người kinh doanh thì viên đá và trang sức nó sẽ là một cái ngôn ngữ khá là đặc biệt hả vậy ha. Nó vô hình nhưng mà nó rất là có trọng lượng. Thì viên Sentinel này là viên đá chủ chúng ta viên 5 cà mấy đúng không Nam? 5 cà 6. Viên Sentinel chúng ta là 5 cà 6 hả vậy ha. Và khi mà quý vị tháo rời ra khỏi chiếc nhẫn thì L&T bao quý vị luôn 80 cái trung tâm nữa hoặc là 800 cái trung tâm kiểm định nữa cũng đều ra hàng thiên nhiên hả vậy ha. Còn trung tâm nào mà ra không thiên nhiên là tới công chuyện với L&T luôn. Và ở đây thì chỉ là một cái nhận xét là kiểm định đá trên trang sức thôi. Thì chỉ bấy nhiêu đó thôi hả vậy ha. Vậy mà lụm tiền của em thì dễ dữ ta. Vâng, còn đây là chiếc nhẫn nam bằng gold đá chủ Sentinel của chúng ta đang ở dưới nắng đây. Thì như quý vị thấy là với ánh sáng tự nhiên, không cần ánh sáng đèn ha, chúng ta cũng có thể thấy là được là cái viên Sentinel của chúng ta và những viên ruby rất là đỏ và rất là rực. Thì cái này chúng ta đang quay ngược sáng nên thành ra là chúng ta sẽ không thấy được cái độ phản chiếu long lanh và lấp lánh của nó. Nhưng mà em dám khẳng định với quý vị một điều rằng là với chiếc nhẫn nam này, dù là ở dạ hội, ở trong quán beer club hay là bất cứ đâu, thì chúng ta sẽ cảm được tất cả những cái viên đá, dù là đá chủ hay là những viên đá tắm li ti, nó cũng đều toát lên một cái độ sang trọng hết vậy ha. Một cái tiếng nói mà vô hình dành cho những doanh nhân mà chúng ta kinh doanh cũng như là chơi về đá quý, thì chúng ta sẽ nhìn vào và chúng ta sẽ hiểu được hả vậy ha. Thì chúng ta quay lại với món trang sức của chúng ta với ánh sáng của đèn để chúng ta có thể cảm được nhiều hơn quý vị nhé. Rồi, chúc mừng anh trai luôn nha, một chiếc nhẫn khá là đẳng cấp. Và vấn đề tuyệt vời mà MZ muốn nói ở đây là mọi những cái món trang sức từ phía MZ cung cấp ra thị trường, thứ nhất là đá và trang sức sẽ được bảo dưỡng trọn đời,
và thứ hai là sẽ được viên đá và trang sức sẽ được LNG khai vận phù hợp với lại cái tuổi của người dùng hả vậy ha. Đôi khi chúng ta dùng và chúng ta cảm nhận được cái may mắn bên trên những cái món trang sức, được xem như là tiểu may mắn, vì khi mà chúng ta đeo trang sức bên cạnh mình đồng nghĩa với việc chúng ta mang theo một chút gì đó may mắn cho bản thân của chúng ta. Và đó là cái vấn đề mà LNG luôn đào sâu và khai thác, tìm hiểu về cái lĩnh vực phong thủy nhằm mang đến những điều tốt đẹp đến cho quý vị ha. Rồi LNG xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video sau với những cái chiếc nhẫn đẳng cấp như thế này hả vị ha. Rồi LNG xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.